Xin chào quý vị và các bạn. Theo như thông tin mấy ngày nay, bộ mặt trung tâm thành phố trong thời gian tới sẽ có nhiều cái mới rất đáng chờ đợi. Cảnh quan hoang tàn ven sông Sài Gòn bên bờ Thủ Thiêm sẽ được cải tạo lại và hoàn thành trong năm nay. Tiếp đến sẽ cải tạo chợ Bến Thành và không gian trước chợ để dần hình thành quảng trường đi bộ. Cuối cùng là cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn có dáng lá dừa nước càng thành hiện thực. Mấy ngày trước những lời nói mô tả sẽ cho làm cái này làm cái nọ, nhưng khó có thể hình dung được, thì hôm nay các ý tưởng thiết kế cũng đã dần lộ diện bằng những hình ảnh phối cảnh cho việc làm đó. Đầu tiên là phối cảnh tuyệt đẹp của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nằm giữa cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm. Dự kiến sẽ được khởi công vào 30 tháng 4 năm 2025. Cây cầu này đang rất gần hiện thực và mọi việc có vẻ như rất thuận lợi. Vì tiền làm cầu không phải lo nữa, cây cầu sẽ không đầu tư bằng tiền ngân sách, mà đã có nhà tài trợ xây dựng rồi tặng lại cho thành phố. Sau khi thành phố phê duyệt thiết kế cầu vượt sông lá dừa nước, thì liền ngay sau đó cũng có luôn thông tin. Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước để đầu tư xây dựng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để trao đổi, đàm phán, đồng thời sẽ thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố ký kết biên bản thỏa thuận với nhà tài trợ, đảm bảo cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và báo cáo lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20 tháng 10. Với ba động thái liên tiếp trên, từ phê duyệt thiết kế, nghĩa là đã đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Tiếp đến thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và nhận nguồn tài trợ, nghĩa là đã có sẵn nguồn vốn để xây dựng cầu. Và giao Sở Giao thông chủ trì, nghĩa là các bước chuẩn bị đã bắt đầu được triển khai rõ ràng hơn. Do vậy có thể khẳng định rằng, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đẹp như phối cảnh, có khả năng thành hiện thực rất cao. Bởi vì, các yếu tố cần thiết để xây dựng cầu đều đã được đáp ứng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, việc xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn vẫn còn phụ thuộc làm trì hoãn như nhà tài trợ có giữ đúng cam kết xây dựng cầu đúng tiến độ và chất lượng, và cũng chưa biết tài trợ toàn bộ hay một phần kinh phí xây dựng công trình. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng sẽ phải giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các thủ tục liên quan cho nhà tài trợ. Nếu các yếu tố này được đảm bảo, thì việc xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sẽ được triển khai thành công và hoàn thành đúng kế hoạch. Có nguồn vốn tư nhân tài trợ nên trên sông Sài Gòn có cầu có dáng độc đáo, vừa đẹp ban ngày lại đảm bảo đẹp ban đêm. Gần đó thì phục dựng lại đình An Khánh khoảng 129,26 tỷ đồng. Đã không sử dụng ngân sách nhà nước, thủ tục để xây dựng công trình bằng nguồn vốn tài trợ cũng rất nhanh chóng. Khi đó nhà tài trợ phục dựng, một phần do ông Nguyễn Bá Dương và công ty Đại Quang Minh tặng, phần còn lại do các cá nhân tập thể thành phố đóng góp. Còn cầu đi bộ vượt sông chưa lộ diện nhà tài trợ. Từ đó có thể thấy việc phục dựng đình An Khánh rất quan trọng, kéo theo khung cảnh xung quanh đã nhanh chóng xuất hiện, làm đẹp cho không gian bên ngoài, để nơi tôn nghiêm thêm sống động bớt đi cảnh buồn chán lạnh lẽo như hiện nay. Còn khu vực chợ Bến Thành cũng dần được cải tạo lại, để dần hình thành quảng trường Bến Thành bằng tiền ngân sách. Chợ Bến Thành là 140 tỷ đồng. Và không gian trước chợ là 157 tỷ đồng. Sau khi chuyển đổi công năng ngã tư trước chợ Bến Thành thành quảng trường, sẽ kết nối với phố Lê Lợi, dự kiến trong tương lai sẽ hình thành trục phố đi bộ, kéo từ phố Nguyễn Huệ tới quảng trường Bến Thành. Và tiếp tục có cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng sang công viên Bến Bạch Đằng. Từ đây vượt sông sang bờ Thủ Thiêm bằng cầu đi bộ lá dừa nước thì quá tuyệt vời. Sau khi cải tạo lại với chi phí 157 tỷ đồng, thì không gian trước chợ thành quảng trường Bến Thành như hình ảnh mà thành phố vừa công bố. Từ hình ảnh này, chúng ta không còn thấy tổ chức giao thông theo ngã tư nữa. Diện mạo mới trước chợ đã thay đổi hoàn toàn. Trục đường Lê Lợi về quận 5 theo đường Trần Hưng Đạo đã có hạn chế, chỉ còn lưu thông ở một bên đường Lê Lợi. Còn trục giao thông được tổ chức lại rõ ràng nhất là từ đường Hàm Nghi đi về quận 3 chạy về Phạm Hồng Thái. Do đó việc chuyển đổi công năng thành quảng trường nên giao thông trước và xung quanh chợ có rất nhiều thay đổi và hạn chế. Và một phần của góc công viên 23 tháng 9 cũng sẽ làm thành tuyến đường để từ đường Phạm Hồng Thái uốn thẳng sang đường Hàm Nghi mà không phải cong cong quẹo quẹo có hình thù kỳ kỳ như hiện nay.
bởi nhìn theo thực tế thì lối lên xuống ga metro nằm cùng bên đường và trong góc công viên cùng với giếng trời lấy sáng. Nhưng theo phối cảnh quảng trường thì lối lên xuống metro đó lại nằm tách biệt ở bên kia đường mới. Theo phương án cải tạo, khu vực trước chợ Bến Thành sẽ được chuyển thành một quảng trường đi bộ rộng hơn 45.000 m², với giá 157 tỷ đồng, thì tính ra hoàn thiện 1 m² gần 3,5 triệu đồng là khá cao, vì hiện trạng đã tương đối bằng phẳng và đã tốt. Nên cũng hy vọng với số tiền bỏ ra như vậy thì mức độ hoàn thiện sẽ cao cấp, xứng với đồng tiền bỏ ra, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và văn hóa khu vực. Như hình thì đã trồng nhiều cây xanh, tạo thành một không gian xanh mát. Có nhiều tiện ích công cộng, được bố trí các tiện ích công cộng như ghế ngồi, đài phun nước, sân chơi, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Đặc biệt, vòng xoay Quách Thị Trang sẽ được dựng lại đúng vị trí cũ trước chợ, nhưng ở đây theo kiểu bảo tồn, dựng để gợi nhớ lại, vì không còn cho xe vô đó xoay nữa mà thành chỗ đi bộ ngắm cảnh vui chơi. Từ vòng xoay này thì tượng Trần Nguyên Hán và Quách Thị Trang sẽ được đặt lại đúng vị trí như xưa. Nên quảng trường được trang trí bằng cây xanh, nền lát đá, có vòng xoay, có đặt tượng đã góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của khu vực này lên. Tuy nhiên, khu vực này lại có mật độ giao thông rất cao, luôn sầm uất nên phương án này cũng có một số nhược điểm như gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh. Do đó cần có giải pháp điều chỉnh giao thông hợp lý, đảm bảo không gây ùn tắc giao thông. Bờ đông sông Sài Gòn có quy hoạch thành quảng trường có quy mô rất khủng, nhưng vì vướng nhiều cái nên còn rất lâu mới hình thành được. Mong muốn phát triển nhanh chóng khu Thủ Thiêm thành trung tâm này nọ, điện đường đi trước thì làng nước mới theo sau. Nhưng đáng ngạc nhiên là 4 tuyến đường chính đã 10 năm chưa thể thông được. Vì chờ xây quảng trường Thủ Thiêm nhưng biết khi nào mới hình thành. Cho nên không để hoang phí kéo dài thêm mà không tận dụng bờ sông, nơi có vị trí rất đẹp. Vào lúc này thành phố đang cho chỉnh trang, sử dụng tạm không gian bờ đông sông Sài Gòn dài 850 m, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm thành công viên ven sông mới, để kéo lượng người giảm bớt tập trung khu vực trung tâm mỗi khi có sự kiện lớn, điều này rất có lợi. Nói là công viên tạm nhưng cũng sẽ rất hiện đại, bởi được đầu tư bài bản có nhiều điểm nhấn tập trung, đoạn 200 m phía trước nhà thờ đến nóc hầm Thủ Thiêm. Sẽ bố trí màn hình LED khổng lồ nhìn từ xa thấy rõ, tới vòng đu quay cực lớn để nhìn trên cao, thêm khu vui chơi, cùng hệ thống chiếu, sáng nghệ thuật ban đêm. Do vậy chắc chắn khi hoàn tất, từ công viên Bến Bạch Đằng về đêm nhìn sang, sẽ thấy được nghệ thuật hình ảnh từ màn hình LED cùng ánh sáng pha rọi hiện đại được trình diễn ở nóc hầm Thủ Thiêm. Thời gian dự kiến hoàn thành trước Tết Dương lịch năm 2024, từ nguồn vốn xã hội hóa. Do vậy không sử dụng vốn ngân sách, nhưng đổi lại họ sẽ nhận lại quyền quản lý sử dụng khai thác kinh doanh, để thu hồi vốn. Điều này cũng khác với cầu đi bộ vượt sông, khi nhà tài trợ, họ đầu tư xây dựng rồi tặng lại cho thành phố quản lý sử dụng.